Ơi, video này chào mấy bác nha. Thì em nhắc nốt con này là em bán rồi. Có một bạn rất là nhanh tay. Thì khi em đăng lên thì đã bán rồi. Con này là một con máy đập thùng, chưa đổ xăng. Và nhiệm vụ của em là lên bình xăng. Mọi người nhìn em lên bình xăng này. Thấy không? Bắt đủ 4 lỗ ốc nha. Bắt xuyên từ dưới lên này. Rất là chắc. Thấy không? Và những cái này bong chóc là em nói trước rồi, bởi vì con máy đập thùng nhưng mà nó trong quá trình vận chuyển thì nó bị móp méo một chút này. Và con này là con đập thùng nha, chưa hề đổ xăng, mọi người nhìn bô nó này. Đấy. Đây, ốc này, máy này. Rất là đẹp. Đó. Và em cũng nói khi bạn đó mình kêu là mình bao dọn phun cho. Đó, có nghĩa là xuống bình xăng ga ngang. Và em xuống á, rất là cầu kỳ, làm một ngày mới xong một con máy. Nó không phải đơn giản như mấy bác nghĩ đâu, làm nó lâu lắm, làm là có ống hơi này, đấy, sau cái nấm vú á có một cái ống hơi dẫn lên để mà nhịp cái màng bơm, làm rất là cầu kỳ, làm từng tí một, căn chỉnh từng xíu một, nó ra được một con máy nó hoàn thiện. Để mà làm được một con máy nó dành cả tâm huyết vô nó làm để được một con máy đẹp như thế này đây. Đấy. Đối với em là đẹp nha, còn nhiều thánh vô comment đều chửi ghê lắm, nhưng mà thôi kệ đi, những người đó em không chấp, bởi vì chắc gì họ đã làm được như vậy, thấy không? Đó. Trước khi mọi người vô comment chửi ừ thằng đó nó nổ, nó chỉ nói dốc hay là nó chỉ có như vậy thôi, hay là nó chỉ được cái miệng đồ lung tung, thì mọi người cứ nhìn con máy, mọi người chế được như em đủ 4 bát ốc đẹp, chế được bình xăng ga ngang đủ ống hơi kín. Đó, và nổ lên còn từng tiếng thì đã hãng nói chuyện, nói trước vậy luôn để khỏi mất lòng thì vô inbox nói chuyện với em. Đó. Còn đây là khả năng của em làm chỉ được đến đây, mọi người nhìn con máy, từ mọi thứ của em nó là rin test đẹp đấy, rất là đẹp, đối với em là đẹp nha, chứ còn đối với những thánh mà vô chửi vô comment trên bàn phím thằng đó là thằng này thằng kia rồi thì thôi không thèm chấp. Đấy. Còn đối với khả năng của em chỉ làm được đến đây. Đó. Còn có những người khả năng level họ cao hơn thì họ sẽ làm còn hơn nó. Còn hơn đó nữa. Đây, ốc đẹp tuyệt vời. Đấy. Mọi người nhìn rất là cân, rất là cân đối. Rất là cân đối để được một con máy như thế này. Thì người ta tâm huyết người ta bỏ ra cả ngày nha. Kia, bát. Đấy. Rất là đẹp. Một con máy. Rồi, để em khử. Con này khử nhẹ nhàng là nổ. Bởi vì lửa rất là mạnh, bắt đầu nổ luôn, nó đổ máy mà nó nổ luôn, à, có gì phải ngại, cái có gì đâu phải ngại, à, cái lực mà hơi nó còn căng á, mình chưa kịp đạp mạnh này, à, rất là dễ dễ nổ, đây, 3 giây là nổ thôi, bao vậy à. Khả năng em chỉ làm được đến đây thôi nha. Khả năng em chỉ làm được đến đây thôi. Thế là em không thể làm hơn được. Còn có những người họ cao siêu hơn thì họ khác. Còn khả năng của mỗi người, khả năng của em nó chỉ đến đó thôi. Là hết rồi, không hơn được nữa. Ráng lắm rồi. Rất là nhạy nổ nha. Bao cực kỳ nhạy nổ luôn. Chà, căng hơi căng, mình không chịu đạp cho cứng. Do thế này này. Đấy. Khả năng của em chỉ đến đó thôi nha. Cho em mỗi một người đều có cái khả năng riêng. KT15 máy mới 100% nha, vẻ đẹp huyền thoại. Thì đã đi theo cái bát cước này này, cái bát này này,
em cũng gửi lại cho anh khách thôi, chứ em không lấy làm gì. Còn anh khách không lấy thì em bán phế liệu. Nguyên complete đã xong đầu bò này, đẹp tuyệt đối, máy rất là đẹp. Thì đã hoàn thành nhé. Thì con máy này em nói trước là em đã bán rồi, nói trước luôn để khỏi mất lòng, đã bán rồi. Nhưng mà trên cái video mà khi em làm video mà 2 hôm trước, em hứa khi em hoàn thành em sẽ nổ máy này lên cho mọi người nghe tiếng máy. Và con này về là bị lỗi mâm lửa, có nghĩa là mâm từ không có từ luôn, thay mâm từ của một con khác, chặt nguyên một con máy ra, lấy cái đúng cái mâm này thả qua đó là nổ. Và cũng rất là hên cho những anh khách không mua con này, có nghĩa là không mua khi không dọn. Nhiều anh đổ điện thoại cháy máy luôn, anh mua không dọn, nó không dọn về không có từ cái vô lăng có phải chết đâu. Nên là cũng là một phần may mắn nha mấy anh khách nha, chứ cũng không phải là gì cả. Chứ còn nhiều khi kêu máy mới vậy mà từ nó không có rồi làm sao em tin, thấy không, nói rõ ràng vậy luôn chứ là khỏi mất lòng. Thì trong cái nghề buôn bán thì ai có cái này cái kia. Đó, như con này em bỏ ra cả ngày trời em làm, nó đâu phải đơn giản đâu, rồi làm đủ các thứ hết, chế phím chế đồ, ngồi từng tí một để xem thử nó như thế nào, vị trí nào cho nó hợp lý, cho nó đẹp, cho nó bền. Thì bán giá cũng đâu có cao, thấy không, cái hôm em đăng em nói giá rồi đó, đâu có cao đâu. Đó, thì giá rất là dễ tiếp cận, có triệu mấy con, quá rẻ luôn. Nhưng mà em nói trước là em bán rồi, và mấy bác mà muốn con mới mới như này thì qua Nhật mua nha, không có nữa rồi, vậy đi. Chứ còn nhiều thánh đổ vô rồi, cứ anh ơi còn không, anh ơi còn không, em không thích kiểu đó. Khi nó còn xong alo, đến khi người ta bán rồi. Còn có nhiều anh nha, điện thoại đến mặc cả lên bờ xúc ruộng luôn. Trời ơi, người ta nói để người ta bán mà, cần gì phải mặc cả. Người ta nói để người ta cố gắng người ta bán hàng cho nó nhanh trôi, cho nó hết lô thôi. Còn máy đẹp mà còn điện thoại, có anh mình bán đầu không thôi mà mình kêu em bán cái đầu không, mình vẫn muốn bán hết cây hơn đó. Rồi cũng alo tới alo lui bao nhiêu vòng mặc cả, trời ơi không mặc cả là khỏi bắt máy luôn. Đó là nói thiệt, em bán hàng là cố gắng bán đầu vô đó hết để cho những anh khách này có một con máy để mà sưu tầm. Con này thì làm thì nó bình thường thôi, nó cũng không phải mạnh lắm, nhưng mà đối với tính chất sưu tầm thì nó là số 1. Nếu mà mọi người nhìn cái vẻ đẹp huyền thoại của nó thì mọi người nhìn như thế này thì kiếm đâu ra. Nếu như con máy này mà về làm máy mà trưng bày thì là vô đối. Nếu như mà về làm trưng bày, và nhiều thánh kêu ừ để rin, để bình xăng rin cho nó ngon, cái chế phao của nó rất là dễ chảy xăng, và nó cam đoan luôn. Thì mỗi người nhìn một cái vẻ đẹp nó khác nhau, thì như mắt em nhìn thì nó không thể nào bằng như này được. Còn đối với những người đó thì họ thích kiểu đó thì chắc là đối với họ đẹp hơn. Còn đối với em như này em thích hơn, bởi vì cái khả năng của mình làm đến đây thôi, chứ nó không thể hơn được. Đối với khả năng của em thì chỉ đến đây thôi, không hơn được nữa. Còn có những người họ cao siêu hơn, họ có thể làm được những thứ mà nó vô đối hơn, thì cái đó là chắc em chưa gặp. Hoặc là có gặp đi chăng nữa thì rất là ít. Bởi vì cái độ mà để tỉ mỉ để gia công những cái đồ để cho nó chuẩn nó lâu lắm, nó lâu cực kỳ luôn để được một con máy đẹp. Và để một con máy mà để mà con này thì tốt nhất anh khách nên mua về siêu tầm thôi, bởi vì nó chưa đổ xăng. Đó, thì em là người đổ xăng thì nó chưa đổ xăng thì gì cả, thì anh khách nên về siêu tầm để mà xài thì hơi uổng. Đó là nói thiệt sự, hơi uổng, hơi uống thôi mấy. Nhưng mà thôi, thì cái gì thì cũng có cái giá của nó cả thôi, chứ cũng chẳng phải là gì cả. Thì khách này đã được chiêm ngưỡng rồi đấy, thì đã chốt con này thì vẻ đẹp. Nếu như mà so ra giá tiền thì em sẽ, nếu như mà để đi làm thì em vẫn có nhiều máy em lựa chọn lắm, chứ không riêng gì, cứ phải bám vô cái con này. Mọi người cứ bám vô nó làm gì, thiếu gì mấy đâu. Bên em đẩy mấy.
rất là nhiều máy để anh khách có thể lựa chọn. Đó, rồi đẹp nhá. Rồi một lần nữa cảm ơn anh khách này đã mua máy bên em. Đó, anh khách này đã cọc 500.000. Thì tối nay em sẽ đóng hàng gửi cho anh khách một con máy tuyệt vời cho anh khách vui. Ok nha.